Xin chào tất cả các bạn, có rất nhiều bạn có đặt câu hỏi cho mình là cái mạch sạc TP 4056 này có thể sạc được cho nhiều những cái loại pin cell hay không? Tức là pin 18650. Thì mình xin trả lời các bạn là nếu mà để sử dụng cái mạch sạc này để sạc cho nhiều cái loại pin 18650 thì chúng ta cần phải độ lại cái mạch này. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn và mình sẽ chia sẻ tới bạn một cái cách rất là đơn giản để có thể độ chế cho cái mạch sạc này sạc được nhiều pin hơn. Thì đầu tiên các bạn sẽ kiếm cho mình một cái nguyên liệu đó chính là một con MOSFET 3205. Có thông số là IRF3205. Và tiếp theo là một con điện trở tầm khoảng 10 ohm. Như vậy là đã đầy đủ rồi nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối sơ đồ của cái mạch điện này. Tại cái mạch sạc này các bạn có thể nhìn thấy có các ký hiệu như sau. Ở đây sẽ có ký hiệu output đầu ra điện của cái mạch sạc này và ký hiệu đầu vào tức là đầu input ở đây. Thì ở đây mình sẽ kết nối với con MOSFET này như sau, mình sẽ kết nối chân số 2 của MOSFET tới cực dương của phần output là ở phần ở đây các bạn còn chân số 3 này mình sẽ kết nối với phần input cực dương bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành mình hàn kết nối cái mạch điện này cho các bạn quan sát Sau khi mình đã kết nối cái mạch điện này xong rồi, công việc còn lại là mình sẽ nối cái điện trở từ chân số 1 này tới chân số 7 của con TP4056. Các bạn có thể quan sát thấy phía bên này là chân số 7. Mình sẽ kết nối với chân số 1 của MOSFET thông qua một điện trở 10 ohm. Như vậy là mình đã hàn và kết nối xong. Thì à, sau khi kết nối xong được như thế này rồi thì các bạn có thể sạc pin được rồi. Phía rắc cắm này thì các bạn sẽ cấp nguồn điện 5V từ cục sạc điện thoại. Còn cái phía sau này thì đây là chân cực dương cấp tới pin để sạc. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành mình kết nối cho các bạn xem nhé. Ở đây thì mình sẽ sạc cho tầm khoảng 6 cục pin cell 18650. Bây giờ mình sẽ cấp nguồn điện và mình sẽ kẹp dòng mà mình đo thử cho các bạn xem. Dòng hiện tại là bao nhiêu nhá. Dòng hiện tại ở đây đạt được tầm khoảng 1A. Thì 6 cục pin này của mình nó đang trong tình trạng là sắp đầy điện rồi, tức là nó gần đầy điện rồi đó các bạn. Nên dòng đạt được sẽ tầm khoảng 1A. Nếu mà pin của chúng ta đang đói thì dòng nó sẽ có thể tăng lên. Dòng điện ở đây đang chạy qua để nạp cho cái cục pin này rất là ổn định. Khi cục pin này đầy thì dòng sẽ không báo tiêu thụ nhiều nữa mà nó sẽ giảm dần đi. Và đồng thời cái mạch sạc này nó sẽ báo đèn xanh khi cái những cái cục pin này nó đầy điện nha các bạn, nó cũng có thể báo đầy như bình thường. Với cái mạch này sau khi các bạn đã độ chế vào thì cái mạch này nó có khả năng là sạc được nhiều những cái cục pin 18650 được nhiều hơn. Có thể sạc được tầm khoảng từ 5 cho tới 6 cục pin 18650 hoặc là 8 cục. Nào ok rồi các bạn. Rồi, mình hy vọng video này sẽ hữu ích cho bạn trong cuộc sống. Các bạn thấy video của mình hay thì like và chia sẻ cho bạn bè và đừng quên nhấn nút subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sắp tới. Bye bye.